và tìm hiểu những chú ý xung quanh cách sử dụng của mẫu cấu trúc E, B và B này. Đó là gì, những chú ý trong trường hợp nào là nên dùng, trường hợp nào là không nên dùng, trường hợp nào là chuyển sang dùng mẫu khác. Mẫu khác ở đây có thể là tha hay tô vân vân. Thì lúc ấy chúng ta sẽ cùng nhau suy luận và tìm hiểu căn cứ dựa trên những nguyên tắc sau đây mà chúng ta sẽ nói nhé. Đầu tiên đó là gì? Giả sử trong trường hợp mà A và B đều một cùng một chủ ngữ, cùng một chủ ngữ, và trường hợp A là các động từ thể hiện ý chí. Động từ thể hiện ý chí là động từ gì? Nghe là hơi khoa học đúng không ạ? Động từ thể hiện ý chí là gì? Đơn giản như thế này: là ikimasu là đi, hay là tabemasu, nomimasu, hay là mimasu, hay là động từ aemasu, vân vân. Đó là những cái động từ mà bạn làm sao? Bạn phải có cái ý định thì bạn mới làm được việc đấy. Bạn phải đi đúng không ạ? Đi ăn uống rồi bạn gặp ai đó đúng không ạ? Bạn phải có ý định, bạn phải có ý chí suy nghĩ ở trong đó thì bạn mới dùng được. Thì lúc ấy người ta gọi là động từ thể ý chí. Và lúc ấy là trường hợp A. Nếu A là động từ thể ý chí, A và B cùng một chủ ngữ thì B không được, không nhá, không thể là một, đó là dạng cũng động từ thể ý chí. Ý chí ở đây là gì? Ví dụ ý chí đó là những cái động từ mà chúng ta vừa nói. Và ngoài ra có thể là dạng yo. Các bạn còn học yo rồi đúng không? Yo đó là gì nhỉ? Ý định làm cái gì đó, thể định đúng không? Ví dụ như là tabeyo to omimasu, tabeyo đúng không? Tabeyo đó chẳng hạn. Ikimashou hay là hanashio vân vân đúng không? Thì đó là yo, thể ý chí. Và không thể được thể hiện ý muốn, nguyện vọng. Ý muốn ở đây đó là gì nhỉ? Đó là cái gì? Đó là thai. Các bạn có được thai không? Nani nani shitai desu, đúng không? Tabetai, hanashitai, aitai, unten shitai, arukitai, vân vân đúng không? Ăn, muốn ăn, muốn chơi, muốn mặc, muốn đi bộ, muốn lái xe vân vân. Thì đó là thể hiện ý muốn. Tiếp theo nhé, đó là gì nhỉ? Đó là thể hiện sự sai khiến. Sai khiến chúng ta đã học rồi, đó là gì nhỉ? Nasai hoặc là rư, na, cấm chỉ gì đó, hay là đó là gì nhỉ? Ví dụ như tabe, tabeo đúng không ạ? Vân vân. Hay là ike đúng không ạ? Vân vân. Thì đó là sai khiến. Và ngoài ra có thể là nhờ vả. Nhờ vả ở đây có thể là gì nhỉ? Đó là te kudasai chẳng hạn. Thì đấy là những trường hợp không được dùng. Đó là sao? Nếu A, B là cùng một chủ ngữ, ở phần A động từ thể hiện ý chí, thì B sẽ không được là những động từ mà thể hiện ra ý chí nữa. Ý chí ví dụ như yo, cái gì là yo chẳng hạn, ý muốn nani nani thai desu, hay là sai khiến na sai ru na, hay là ike vân vân, cấm chỉ lần nữa, thì bạn sẽ hiểu rõ hơn và nó sẽ không thể có sự lằng nhằng gì đâu. Nó rất đơn giản và rất là hệ thống và logic. Chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập tiếp và về suy nghĩ từ sau đây nhé. 温泉に行きたいんですが、どこかいいところありませんか? 温泉なら白馬がいいですよ。景色が綺麗だし、あまり混んでいませんか? そうですか? Ở đây nè, giảng dục pháp đưa ra lời khuyên tham khảo ý kiến. Đó là gì? Tôi muốn đi onsen, tôi muốn đi suối nước nóng. Thì ở đâu? Tốt nhỉ? どこかいいところありませんか? Onsenなら, nếu mà là onsen thì đi Hakuba được đấy. Và làm sao? Ở đấy cảnh rất là đẹp và không có đông người lắm đúng không? Không đông lắm. Ồ vậy à, tương tự thì khi mà bạn đi chụp tuyết ski hay là Yamanokori, khi mà bạn đi leo núi thì nó sẽ có những trường hợp gì và cần những lời khuyên gì, thì tương ứng chúng ta sẽ ứng dụng vào và luyện tập nhé. Như vậy tổng kết lại, chúng ta đã học xong mẫu cấu trúc A, B và B. Đó là gì? Nếu mà A như thế nào thì B như thế nào? Đúng không ạ? Có những dụng pháp gì, có những chú ý gì, trong những điều kiện nào dùng được, có những điều kiện nào không dùng được thì chúng ta đã luyện tập xong rồi. Và bây giờ thì các bạn sẽ làm bài tập như mình đã nói và để có thể ngẫm và chiêm nghiệm thêm mẫu câu này nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một nội dung lớn thứ hai, nội dung lớn thứ hai và mặt nội dung lớn thứ hai trong bài số 35 này. Đó là gì? Mẫu cấu trúc càng càng. Càng càng không phải là cái càng xe hay là cái càng của con ngựa nhé. Càng càng ở đây là gì ạ? Dạng cấp độ hơn đúng không ạ? Sự thay đổi, nếu mà càng nóng thì làm sao? Nếu mà càng rẻ thì sao? Nếu mà càng đi, càng ăn, càng nói thì làm sao? Thì lúc ấy chúng ta sẽ sử dụng mẫu cấu trúc này. Và mẫu cấu trúc này, cái hình thành có sự đặc điểm như sau. Đầu tiên đó là gì? A này được lặp lại hai lần, về trước thì được lại hai lần. Đó là hình thành về càng.
ví dụ càng nóng thì từ nóng được lặp lại hai lần, càng đi càng ăn thì đi và ăn sẽ được lặp lại hai lần. Nhưng hai lần này sẽ chia thì thể khác nhau. Đầu tiên, lần thứ nhất, A đầu tiên. Thì A đầu tiên này nó sẽ là gì ạ? Nếu mà là động từ thì sẽ chia thành dạng điều kiện giả định reba. Ví dụ ikimasu thì sẽ thành ikeba. Tabemasu thì thành tabereba. Shokuji shimasu thì thành shokuji sureba. Hay là kimasu thì thành kureba. Và tương ứng nhá, tương ứng đây là lần 1 đúng không ạ? Tiếp theo này, nếu mà là lần 2, và lần 2 ở đây sẽ là gì? Chuyển thành verb thì thành iku. Taberu, shokuji suru. Ví dụ nhé, ikeba iku, ikeba iku. Tabereba taberu, shokuji sureba shokuji suru. Hanasureba hanasu. Đó là trường hợp thứ hai đối với động từ. Sau đó sẽ là tính từ. Với tính từ thì làm sao? Tính từ có tính từ đuôi y và tính từ đuôi na. Nếu đối với tính từ đuôi na thì là na là. Tính từ đuôi y thì là kereba. Cái này là nguyên tắc chia sang dạng giả định điều kiện đúng không? Điều kiện giả định. Đó là gì? Tính từ đuôi y thì kereba. Yasui thì chuyển thành yasukereba. Còn takai thì thành takakereba. Y thì thành yokereba. Thì đó là trạng thái thứ nhất. Tiếp theo, thứ hai thì lại chuyển sang futsuke. Futsuke ở đây sẽ là y. Ví dụ, yasukereba yasui. Takai thì chuyển thành takereba. Takakereba takai. Hay là kawaii thì thành kawaikereba kawaii. Và tiếp theo, đối với tính từ đuôi na thì chuyển sang nara. Và giữ nguyên là thì với tính từ đuôi a, tính từ đuôi y và động từ thì chuyển sang thể giả định, điều kiện giả định và futsuke thể thông thường, điều kiện giả định thể thông thường. Còn đối với tính từ đuôi na thì điều kiện giả định và na. Đó là gì? Kire thì thành kire nara kire na. Benri thì thành benri nara benri na. Shizuka thì thành shizuka nara shizuka na. Và sau hết phần lặp lại A1, A2 này, đó là hô đồ. Cộng với hô đồ và về sau là B. Hô đồ, đúng không ạ? Ví dụ, ikeba iku hô đồ. Ikeba iku hô đồ. Kikimasu nhắc được từ nghe. Kikimasu thì sẽ là kikeba iku hô đồ. Tiếp tục này, nếu là động từ tabemasu, tabereba taberu hô đồ. Tiếp theo này, nếu là động từ mimasu nhìn xem, mireba miru hodo. Động từ shokuji shimasu, động từ ăn, shokuji sureba shokuji suru hodo. Shigoto làm việc, shigoto sureba shigoto suru hodo. Thì đó là cách nối tạo nên với A đầu tiên, với trước đầu tiên đúng không ạ? Tóm lại như thế này, hodo cộng với vế là sao, đúng không ạ? Và vế đằng trước này sẽ nghĩa là càng. Càng A thì B, làm sao đấy, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta luyện tập về tính từ đuôi y nhé. Yasui, yasukereba, yasui hodo. Takai, takakereba, takai hodo. Kawaii, kawaikereba, kawaii hodo. Hay là động từ samui, lạnh, đúng không ạ? Samukereba, samui hodo. Thì đây là cách đọc nối, đấy là vế đầu tiên. Tiếp theo đối với tính từ đuôi na. Na, handsome trai, càng đẹp trai thì làm sao? Càng đẹp trai thì càng yêu đúng không? Handsome nara, handsome na hodo. Hay là shizuka, shizuka nara, shizuka na hodo. Kire nara, kire na hodo. Hay là động từ nigiyaka, ồn ào ầm ĩ. Nigiyaka nara, nigiyaka na hodo. Đó là náo nhiệt đúng không? Rồi, ok. Đó là cách hình thành của phần A hodo, sau đó là B. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ví dụ như sau nhé. Ví dụ ở đây đó là gì? Các bạn có thấy nghe nhạc thích không ạ? Các bạn có thích ca sĩ Mỹ Linh không ạ? Nếu mà đối với nhạc Mỹ Linh, mình càng nghe thì mình càng thích, đúng không? Thì đó là gì? Càng nghe thì lúc ấy động từ nghe sẽ chuyển thành nhỏ phần A này. Càng nghe sẽ là gì nhỉ? Ongaku o. Gì ạ? Càng nghe là gì ạ? Ki. Kikeba. Kikeba.
Kiku Horo Ski desu hoặc là Moto Ski desu vân vân, tùy các bạn. Đây mình lấy ví dụ đơn giản, càng nghe thì càng thích đúng không? Càng nghe nhạc thì càng thích. Như vậy ski nó là điều kiện B. Điều kiện B ấy sẽ có sự thay đổi theo từng cấp độ, càng thích như này. Mới đầu nghe một ít thích như này, nghe nhiều lại thích hơn như này, nghe nhiều nữa lại thích như thế này đúng không? Thì đó là sự thay đổi mức độ của B. Thay đổi khi trạng thái A mà thay đổi, khi mà trạng thái nghe mà nó tăng tần suất lên. Thì đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai nhé, các bạn có hay đi mua quần áo ạ? Con gái thì ai hay mua quần áo ạ? Đối với mua quần áo thì làm sao? Càng rẻ thì càng thấy tốt đúng không? Quần áo càng rẻ càng tốt sẽ là gì nhỉ? Phu cử. Hoa nhà sư để chuyển thành, đúng rồi, nhà sư kề đề bà nhà sư hồ đồ nào tốt thì là y desu đúng không? Y desu nhà sư kề đề bà nhà sư hồ đồ y desu. Thì lúc đầu bạn vào câu dài này khó luyện tập thì bạn sẽ luyện tập từng bước một, ví dụ như là luyện tập 3 cộng với thực hiện. Ví dụ nhà sư kề đề bà nhà sư hồ đồ, sau đó thì là nhà sư kề đề bà nhà sư hồ đồ y desu. Sau đó thì bắt đầu luyện tập phơ cửa nhà sư kề để bà nhà sư hồ đồ y để chú ý là nhớ thuộc đến một ví dụ từ nhé, động từ một ví dụ, tính từ đuôi một ví dụ, có tính từ đuôi nào một ví dụ. Vậy tính từ đuôi nào là gì? Ví dụ như trong trường hợp là giao thông Hà Nội. Giao thông Hà Nội thì làm sao? Nếu mà giao thông Hà Nội càng tiện lợi thì càng tốt đúng không ạ? Thì câu ấy sẽ nói là gì? Cô chứ wa Hà Nội là cô chứ wa, cô chứ wa bên đi tiện lợi bên đi nà là đúng rồi bên đi なほどいいです。đúng không ạ? Giao thông Hà Nội càng tiện lợi thì càng tốt. Cô chứ là bên đi là ra bên đi なほどいいです. Thì đó là những ví dụ tương ứng với động từ, tính từ đuôi y và tính từ đuôi na. Khi mà bạn sử dụng mẫu cấu trúc càng càng này, mình nói lại một lần nữa về dụng pháp đó là gì? Mẫu cấu trúc hồ đồ này dùng để diễn tả sự thay đổi của B. B sẽ thay đổi khi mà trạng thái A lại tăng tần suất khi thay đổi. Đó là gì? Càng càng. Mình nói theo tiếng Việt là càng càng đó. Càng ăn thì càng béo, càng rẻ thì càng tốt, càng tiện lợi thì càng tốt, vân vân. Thì đó chính là ví dụ của mẫu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập với mẫu câu này bằng cách mình đưa ra các từ gợi ý. Nhiệm vụ của các bạn đó là gì? Chuyển những câu ví dụ ấy sang một câu cấu trúc càng càng này nhé. Đầu tiên đó là Nihongo Benkyou shimasu. Đó là người A. Nếu mà bạn đang học tiếng Nhật thì bạn sẽ jozu ni nanimasu. Trong trường hợp mà bạn đang học tiếng Nhật thì bạn càng giỏi. Nào, Nihongo Benkyou shimasu. Nihongo Benkyou shimasu và jozu ni nanimasu. Nihongo Benkyou sureba suru hodo jozu ni nanimasu. Nếu bạn càng học tiếng Nhật thì càng giỏi. Tiếp theo là yama và takai. Kesuki ga ii desu. Yama wa takai, kesuki ga ii desu. Nếu mà núi mà càng cao thì cảnh sẽ càng đẹp. Kesuki ga ii desu. Bởi vì càng cao bạn sẽ nhìn được nhiều hơn, có tầm bao quát nhiều hơn và cảnh núi non hùng vĩ hơn đúng không ạ? Nào, yama là sao? Takakereba takai horo. Kesuki ga ii desu. Đúng không ạ? Tiếp theo nhé, đó là gì? Uta kikimasu. Nghe nhạc thì sẽ suki ni narimasu. Uta wo kikeba kiku hodo suki ni narimasu. Tiếp theo đó là koromo. Koromo mà genki na thì ii desu. Chị con đúng không? Con của mình nếu càng khỏe càng tốt đúng không? Sẽ là gì nhỉ? Koromo wa genki nara genki na hodo ii desu. Koromo wa genki nara genki na hodo ii desu. Tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu với computer atarashii và benki desu. Máy tính mà càng mới thì càng tiện lợi. Computer wa atarashii kereba atarashii hodo benri desu. Computer wa atarashii kereba atarashii hodo benri desu. Tiếp theo nhé, đó là gì? Kētai denwa karui và takai desu. Kētai denwa wa karui thì chuyển thành karu kereba karui hodo benri takai desu. Điện thoại mà càng nhẹ thì càng đắt đúng không ạ? Kētai denwa wa karu kereba karui hodo takai desu. Và tương tự các bạn có thể luyện tập thêm trong sách giáo khoa và Renshu A phần số 6 và Renshu B phần số 8 nhé. Và một nội dung nhỏ trong bài số 35 này mình muốn bổ sung và trở thành phụ lục của bài 35 đó là gì? Sự so sánh của ba dạng câu điều kiện giả định đó là gì? Tha, to và bạn.
tha và pho và ba này chúng ta đều học rồi đúng không ạ? Tha ở đây có thể chia là tha bếp đá đúng không ạ? Tô thì tha bê rồi tô hay là ba tha bê bê rồi ba. Thì cách chia và cách nội dung cũng như là những kiến thức của liên quan đến ba ngọn cấu trúc này thì chúng ta đã học ở từng bài rồi. Ở đây mình chỉ trình bày những cái đặc trưng tiêu biểu của những ngọn cấu trúc này và sự khác biệt giữa chúng thôi. Đó là gì? Thứ nhất chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu với mẫu thả. Mẫu thà là này thì có được điểm gì? Thà này so sánh với mẫu cấu trúc tô và ba thì có phạm vi sử dụng rộng nhất. Phạm vi sử dụng rộng nhất. Sử dụng rộng nhất. Và có thể thay thế hầu hết tất cả những ví dụ liên quan đến tô và ba này. Những sự việc mà liên quan đến việc đó là điều kiện giả định mà chỉ xảy ra trong một lần. Và có thể thay thế hầu hết đúng không ạ? Thay thế hầu hết cho tô và bà với những sự việc mà xảy ra một lần thì đó là mẫu cấu trúc thà là. Và đối với mẫu cấu trúc thà là này thì chúng ta đã học rồi. Và đằng sau của mẫu cấu trúc vế sau của thà là thì đó là gì? Có thể là dạng ý chí, dạng nguyện, thể hiện nguyện vọng, mệnh lệnh, sai kiến vân vân. Và cũng có thể hiện và có trường hợp là nó cũng có thể trong cả hai vế, vế A và B đều có thể là trong thì quá khứ. Thì nội dung này chúng ta đã học rồi. Và lúc mà mình có nói về mẫu cấu trúc ba ấy, mình có sự so sánh đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng đây là mẫu cấu trúc có phạm vi sử dụng rộng nhất, có thể thay thế hầu hết cho tô và ba đối với những sự việc xảy ra một lần nhé. Còn đối với mẫu cấu trúc tô này dùng để sử dụng thể hiện cho những cái sự việc mà chắc chắn sẽ xảy ra. Và đối với những sự việc xảy ra nhiều lần, xảy ra nhiều lần và có sự nhận lặp lại nhiều lần này và lặp lại thì người ta dùng tô. Và điểm chú ý đó là gì? Tô này thì ví dụ như e tô b thì người ta nhấn mạnh chú trọng vào cái sự việc bề hơn. Người ta muốn trình bày cái sự thật bề này xảy ra hơn. Ví dụ trong trường hợp là haru ni naru to akakaku narimasu. Có nghĩa là gì? Sang xuân thì thời tiết sẽ ấm hơn. Thì đối với mẫu cấu trúc tô này sẽ nhấn mạnh nhiều hơn về cái gì? Sự thật hiển nhiên là trời nó sẽ trời ấm áp. Và cái việc mà mùa xuân ấy nó lặp lại nhiều lần đúng không ạ? Sự lặp đi lặp lại nhiều lần thì người ta sẽ sử dụng mẫu cấu trúc tô. Đặc điểm thứ hai đó là gì? Đằng sau tô cũng không thể được dùng với những dạng ý chí, mệnh lệnh, sai khiến, nguyện vọng vân vân. Cái này giống gì ạ? Đúng rồi, giống với bạn đúng không ạ? Giống với bạn. Và có một điểm khác biệt nữa này. Điểm khác biệt này đó là gì? Nó có thể sử dụng trong quá khứ. Ví dụ trong quá khứ đó là gì? Mawasu to kono tsumami o mawasu to mizu ga demashita. Đúng không ạ? Nghĩa là gì? Tôi chỉ là nước nó đã chảy ra đúng không ạ? Nước chảy ra khi mà tôi vặn cái núm này đúng không? Thì đấy là sự việc xảy ra trong quá khứ. Đối với một đặc điểm tiêu biểu nhất của tô đó là gì? Đó là liên quan đến những sự việc mà xảy ra nhiều lần và sự tất yếu thì sự tất yếu chắc chắn sẽ xảy ra đúng không? Thì đó là đặc điểm tiêu biểu nhất của tô. Còn đối với ba thì chúng ta đã học rồi. Ba ở chúng ta đã học đó là gì ạ? Nó thể hiện cái gì? Đầu tiên nó cũng thể hiện những điều kiện giả định. Và điều kiện giả định của ba này thì làm sao? Nếu mà A, B cùng chủ ngữ, A mà làm sao? A mà lại thể hiện ý chí thì B làm sao là không thể là những cái động từ mà thể hiện ý chí, nguyện vọng, mệnh lệnh, sai khiến. Đúng không ạ? Đó là những phần chú ý mà chúng ta đã học ạ. Thứ hai đó là gì? Nhưng ngược lại, nếu nó là tính từ và danh từ thì không có vấn đề gì. Hoặc nó là những động từ thể hiện trạng thái như y được, a được hay đây kia được thì không có vấn đề gì. Thì đấy là điểm chú ý thứ nhất. Nhưng cái điểm tiêu biểu nhất của thể ba đấy mà để có thể so sánh với tô và thà thì mình đã nói rồi, đó là gì? Nó dùng để đưa ra một lời khuyên bạn khi mà bạn bạc góp ý kiến, đúng không ạ? Ví dụ như là đi không có bên kia sư đề ba, nếu mà bạn học tiếng Nhật đúng không ạ? Đi không có bên kia sư đề ba donna hông ngộ tsukaimasu ka. Ví dụ như trong trường hợp là bạn hỏi là nếu mà học tiếng Nhật thì phải dùng sách nào, hay là bạn muốn đưa xin một lời khuyên đó là gì? Nếu mà tôi đi ông xem thì tôi nên đi đâu chẳng hạn, thì lúc đấy là đặc điểm chú ý tiêu biểu nhất của bạn đó là gì? Đó là gì ạ? Dùng để lời khuyên hay là sự bàn bạc
Đúng không? Thì đây là điểm tiêu biểu nhất của bạn. Đặc điểm tiêu nhất, điểm tiêu biểu nhất của bạn. Còn cái chú ý sử dụng liên quan đến phía đằng trước là động từ thể hiện ý chí và đằng sau là như thế nào đó thì chúng ta đã nói rồi. Và ngoài ra thì gì ạ? Ba thì có một điểm chú ý đó là gì? Quá khứ thì không dùng, không dùng trong quá khứ. Không dùng trong quá khứ. Không dùng quá khứ, đúng không? Thì không dùng quá khứ nhé, chúng ta chú ý điểm này. Thì vậy là sao? Liên quan đến ba cộng cấu trúc này thì chúng ta lược tóm lược lại về hệ thống hóa nó là gì? Ta là thì phạm vi sử dụng ok hơn, rộng hơn và nó có thể thay thế hầu hết cho tốt và ba trong những trường hợp mà diễn tả những sự việc mà xảy ra trong một lần thôi, đúng không? Điều kiện giả định trong một lần. Và thứ hai đó là gì? Tốt thì gì? Tốt thì là những diễn ra những cái sự việc tất yếu chắc chắn sẽ xảy ra, khả năng là sự hoặc là một chi đồng đó. Thì nó là sự việc xảy chắc chắn xảy ra và nó có thể sự lặp lại nhiều lần. Và tốt này thì đằng sau cũng không thể hiện những ý chí hay là nguyện vọng sai khiến mệnh lệnh. Và nó nhấn mạnh một điều đó là nó thể hiện cái sự thật bê này nhiều hơn và có thể sử dụng trong quá khứ. Còn đối với ba thì chúng ta đã vừa học rồi, ba cách sử dụng và bốn dụng pháp. Và cách sử dụng là tiêu biểu nhất để có thể đem ra so sánh sự khác nhau. Đó là gì? Nó có thể sử dụng để nói về lời khuyên, sự khuyên bảo hay là sự bàn bạc. Và làm gì nữa nhỉ? Và ngoài ra thì có liên quan đến chú ý đó là gì? Đằng sau cũng không thể là các động từ thể hiện sự sai khiến, nguyện vọng, mệnh lệnh hay ý chí. Trong trường hợp là vế đằng trước, đó là động từ thể hiện ý chí và chủ ngữ. Cả hai A và B đều là cùng một chủ ngữ, đúng không ạ? Và tuy nhiên nó lại có thể ok trong trường hợp đấy. Ok là vế đằng sau, ok là mệnh lệnh, ý chí, nguyện vọng. Trong trường hợp là đằng trước của nó là động từ thể hiện trạng thái hay là tính từ, đúng không ạ? Hoặc danh từ. Thì đấy là những điểm chú ý liên quan đến cách sử dụng thở, thô và ba. Các bạn có thể luyện tập thật nhiều mà, luyện tập thật nhiều và lấy những ví dụ ra để so sánh. Khi làm như thế thì chúng ta mới có thể nắm chắc được kiến thức và nội dung. Học mẫu câu thật là nắm rõ những tác dụng, dụng pháp của thật là chú ý của thật là. Học tốt, giữ, hiểu rõ dụng pháp của tốt. Học mẫu cấu trúc ba cũng như vậy. Thì làm như thế thì sau khi mà học xong rồi thì tự bản thân bạn cũng có thể tóm được lại kiến thức, so sánh sự giống và khác nhau, đúng không? Rồi chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập và ghi nhớ những nội dung này nhé. Các bạn hãy memo vào trong sách để có thể không quên nội dung này. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc bài 35 ở đây nhé. Đây là một phần phụ lục của bài số 35 và hy vọng phần này có thể góp ích một chút nào đó trong quá trình học tiếng Nhật của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Như vậy là hôm nay chúng ta vừa tìm hiểu xong hai nội dung chính đều liên quan đến dạng điều kiện giả định trong tiếng Nhật Jokenge. Jokenge và điều kiện giả định trong tiếng Nhật được sử dụng ở trong bài ngày hôm nay với hai dạng ngữ pháp Ebao và Bi. Ebao và Bi đó là gì? Nếu mà điều kiện giả định A xảy ra thì B thế nào? Thì mẫu cấu trúc ngữ pháp này có ba dạng pháp chính và có bốn chú ý liên quan thì chúng ta đã học rồi. Các bạn hãy ghi nhớ từng dụng pháp, từng chú ý từ với mỗi ví dụ nhé. Đó là nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai đó là gì? Chúng ta học mẫu càng càng hô đồ. Đó là gì? Đầu tiên là điều kiện giả định cộng với hô đồ và futsuke. Điều kiện giả định futsuke, hô đồ và bi. Hành động B sẽ thay đổi khi mà cái mức độ A đấy nó sẽ tăng tốc độ hay giảm, đúng không ạ? Có nghĩa là gì? B sẽ thay đổi trạng thái tùy thuộc vào A. Thì đó là hai mẫu cấu chính, hai dạng ngữ pháp chính mà chúng ta đã học. E ba b và e ba eru hodo b, đúng không? Thì đấy là hai nội dung chính và các bạn có thể luyện tập thêm trong phần sách giáo khoa cuốn Hôm sách sự và cuốn Hiêu dung môn đại sử. Với những nội dung liên quan đến mẫu cấu trúc điều kiện giả định này, thì các bạn hãy nhớ các ví dụ tương ứng, nhớ các chú ý, nhớ các dụng pháp tương ứng thì các bạn sẽ không bị nhầm lẫn và có thể ghi nhớ cũng như là có thể sử dụng một cách thuần thục hơn. Có những vấn đề gì, nội dung gì không hiểu các bạn có thể comment ngay bên dưới. Mình sẽ cố gắng trả lời mọi thắc mắc của các bạn. Với những bạn lần đầu tiên xem clip phần ngữ pháp của bài 35 này, hãy click vào phần đăng ký kênh Học tiếng Nhật Cosmos để có thể nhận được toàn bộ những bài giảng và nhận một những bài giảng từ Học tiếng Nhật Cosmos một cách nhanh nhất nhé. Còn hôm nay thì Học tiếng Nhật Cosmos xin chào và hẹn gặp lại các bạn. ご清聴どうもありがとうございました。